Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Phản ánh ngày thứ hai chương trình diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình năm 2019. Du lịch Thái Bình còn thiếu những chiến lược bài bản để đánh thức tiềm năng và phát triển. Bộ Y tế thu hồi hàng loạt thuốc có chứa chất nguy cơ gây ung thư. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình thời sự chúng tôi tiếp tục phản ánh ngày thứ hai chương trình diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình năm 2019. Sáng nay tại Sở Chỉ huy Căn cứ Chiến đấu đã diễn ra các nội dung diễn tập giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình, chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ điều chỉnh. Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 3 dự, chỉ đạo và phê chuẩn. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt mục đích, yêu cầu của hội nghị, tinh thần nghị quyết của quân khu cấp trên về tác chiến phòng thủ, báo cáo quyết tâm tác chiến phòng thủ điều chỉnh và đề xuất chủ trương biện pháp lãnh đạo. Sau phần thảo luận, hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua quyết tâm tác chiến điều chỉnh và nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Tiếp sau hội nghị Đảng ủy Quân sự, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hiệp đồng chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ gồm các nhiệm vụ phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực vào địa bàn, đánh địch giữ vững khu vực phòng thủ các địa phương phía trước, đánh địch giữ vững khu vực phòng thủ then chốt của tỉnh. Theo phân công nhiệm vụ, các sở ngành địa phương lần lượt báo cáo nhiệm vụ phương pháp bảo đảm cho tác chiến. Chiều nay, lực lượng vũ trang thành phố Thái Bình tổ chức thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không và địa bàn thành phố. Tại buổi diễn tập, với tình huống giả định khi chiến tranh xảy ra, địch tiến công thành phố Thái Bình bằng đường không. Trước tình hình đó, các lực lượng tác chiến thành phố đã họp bàn, chỉ đạo thực hiện các giai đoạn sơ tán nhân dân tài sản khỏi vùng trọng yếu bị đánh phá đến nơi an toàn, tập trung lực lượng tiến hành các biện pháp tác chiến đánh địch, tấn công địch bằng hỏa lực, tập trung khắc phục hậu quả, cứu thương, cứu hỏa, cứu sập. Trong giai đoạn tập trung lực lượng tiến hành các biện pháp tác chiến đánh địch, tấn công địch bằng hỏa lực với tình huống giả định, trung đội pháo cao xạ 37 ly phối hợp với trung đội súng máy 12 ly 7 thành phố Thái Bình và các tổ bộ binh bắn máy bay tầm thấp của các phường xã đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn. Do thực hiện tốt công tác chuẩn bị luyện tập, cuộc diễn tập thực binh diễn ra thành công, giúp lực lượng vũ trang thành phố nâng cao trình độ khả năng tác chiến, chủ động xử lý các tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao sức chiến đấu trong khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, tăng cường tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng, ngăn ngừa và đối phó kịp thời có hiệu quả các tình huống xảy ra trong thời bình và khi có chiến tranh diễn ra trên địa bàn. Tiếp tục nội dung giai đoạn 2 chuẩn bị tác chiến phòng thủ, chiều nay tại Sở Chỉ huy Căn cứ Chiến đấu đã đồng loạt diễn ra 3 hội nghị để phê duyệt kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ cho các cơ quan đơn vị theo tình huống giả định. Dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch cho các ban đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tác chiến phòng thủ. Tại hội nghị này, các ban đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể báo cáo kế hoạch tác chiến phòng thủ của ngành mình, đơn vị mình được điều chỉnh bổ sung phù hợp với giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ cho các sở, ban, ngành. Đồng chí Vũ Kim Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, chủ trì hội nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thông qua kế hoạch biên phòng tác chiến phòng thủ điều chỉnh. Trong quá trình tổ chức diễn tập các hội nghị theo tình huống giả định, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, thực hiện đúng cơ chế, đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện chức năng tham mưu. Từng thành viên trong khung tập đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân theo cương vị chức trách, bám sát nhiệm vụ, liên hệ thực tiễn, điều hành diễn tập đúng nguyên tắc, linh hoạt, sát tình huống. Các ý kiến đề xuất trong các hội nghị bảo đảm chất lượng, ngắn gọn, phù hợp với bối cảnh tình hình và cơ quan, đơn vị, địa phương.
Chiều nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, từ một địa phương có rất ít những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đến nay cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã phát triển lớn mạnh và có không ít những doanh nghiệp đã có tên tuổi và thương hiệu trên cả nước cũng như thị trường quốc tế và có đóng góp ngày càng quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội cũng như ngân sách của tỉnh Thái Bình. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện có khoảng 6.900 doanh nghiệp và hàng nghìn chi nhánh văn phòng đại diện của các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chỉ tính từ năm 2017 đến hết tháng 9 năm 2019, cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình đã đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 12.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 33.000 lao động với mức thu nhập khá. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp doanh nhân trong tỉnh Thái Bình còn tích cực tham gia các chương trình nhân đạo từ thiện, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ghi nhận và biểu dương những nỗ lực đóng góp của doanh nghiệp doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình. Đồng chí yêu cầu các doanh nghiệp doanh nhân Thái Bình cần thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, của địa phương trong phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy trí tuệ đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư, bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần liên kết, hỗ trợ nhau, tạo sức mạnh trong đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước, chăm lo đến đời sống cho người lao động và các hoạt động an sinh từ thiện xã hội, tiếp tục tham gia cùng các cấp chính quyền cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thái Bình. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cần phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp doanh nhân sớm thành lập các hội thành viên. Đồng chí khẳng định tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để thu hút mọi nguồn lực xã hội, tạo môi trường kinh doanh đầu tư thông thoáng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh. Thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh đã triển khai thực hiện cái phương án 5 tại chỗ đối với lại các cái thủ tục liên quan đến người dân và tổ chức, trong đó có các doanh nghiệp của chúng ta. Thì hiện nay là chúng tôi mới đặt ra là mùng 1 tháng 10 thì tối thiểu 80% thủ tục hành chính của các sở ban ngành, thế và hết năm 2019 là 100% các thủ tục sẽ được thực hiện 5 tại chỗ. Nhân hội nghị này, tôi đề nghị các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy chính quyền các huyện thành phố tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, đầu thuế, đăng ký kinh doanh, tạo thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Nhân dịp này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân vì những thành tích xuất sắc tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho các phong trào của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình. Cũng tại lễ kỷ niệm đã ra mắt ban chấp hành của 3 tổ chức hội mới là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình. Với phương châm đặt chất lượng lên hàng đầu, giá cả cạnh tranh, công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Hương Sen đã tạo dựng được uy tín với hầu hết khách hàng trên cả nước. Từ đầu năm đến nay, công ty đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Hương Sen chuyên sản xuất và cung cấp các loại thùng cát tông, bao bì cho nhiều thương hiệu thực phẩm, may mặc, đồ gia dụng. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, được đào tạo bài bản cùng dây chuyền công nghệ hiện đại nhập từ các nước tiên tiến như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng. Nhờ vậy mà sản phẩm của công ty không chỉ tạo dựng uy tín với khách hàng trong nước mà còn góp mặt tại một số quốc gia trên thế giới như Nhật, Mỹ, Tây Ban Nha. Hiện công ty đang tạo việc làm ổn định cho hơn 300 lao động với mức lương trung bình từ 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thành lập và hướng tới chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đến thăm tặng quà các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn đã trao quà tận tay 6 hộ nghèo thuộc xã Quang Lịch, xã Quang Hưng, huyện Kiến Sương, xã Thụy Dân, xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy và xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa kịp thời động viên chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn, giúp họ có động lực vươn lên trong cuộc sống. Thông qua chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cũng mong muốn chung tay làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, khơi dậy tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
quý vị và các bạn, Thái Bình là tỉnh thuộc vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và Duyên Hải Bắc Bộ, có nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái biển và du lịch tâm linh văn hóa lịch sử lễ hội. Tuy nhiên, kết quả thu được chưa thực sự tương xứng với tiềm năng sẵn có. Đánh thức và phát triển sản phẩm du lịch Thái Bình chính là nội dung mà chúng tôi đề cập hôm nay. Xin mời phóng viên Tố Uyên. Vâng. Về phát triển sản phẩm du lịch Thái Bình, tại hội thảo định hướng phát triển sản phẩm du lịch Thái Bình năm 2019, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thái Bình đánh giá, du lịch Thái Bình vẫn như một nàng công chúa ngủ say, còn các nhà làm du lịch thì cho rằng Thái Bình thiếu những chiến lược phát triển bài bản để các sản phẩm du lịch trở thành chiếc chìa khóa vàng, mở ra cánh cửa hội nhập với khu vực và quốc tế. Cồn Đen được coi là niềm tự hào của người dân Thái Bình, bởi từ một bãi biển hoang sơ, nay khu du lịch sinh thái Cồn Đen, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy đã trở thành điểm đến của nhiều du khách. Tính từ đầu năm đến nay đã thu hút hơn 100.000 lượt khách. Thế nhưng, trong con mắt của những người làm kinh doanh du lịch thì Cồn Đen vẫn thiếu sức hấp dẫn để thu hút khách ổn định và lâu dài. Trước hết đó là về cái tên gọi của Cồn Đen, thì tôi cứ nghe bảo là du lịch sinh thái Cồn Đen, du lịch sinh thái Cồn Đen. Nhưng mà tôi đến đó tôi nói làm gì có cái du lịch sinh thái ở đây. Đấy, du lịch sinh thái là chúng ta phải dựa vào thiên nhiên, dựa vào văn hóa bản địa, chúng ta phải có tính chất giáo dục, chúng ta phải có bảo tồn và phát triển bền vững. Nhưng Cồn Đen tôi không thấy điều đó. Trong khi đó, Thái Bình có 247 làng nghề được công nhận. Nhờ có sự phát triển nghề ở địa bàn nông thôn đã giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân trong lúc nông nhàn theo phương châm ly nông bớt ly hương. Nhưng trong bối cảnh cơ chế thị trường, nhiều làng nghề cũng đang dần bị mai một. Du lịch nông thôn với sự trải nghiệm của du khách trong từng làng nghề sẽ chính là đòn bẩy để khôi phục và phát triển các hoạt động sản xuất tại vùng nông thôn. Quê hương năm tấn, quê hương những làng nghề như vậy thì chúng ta nên có một cái điểm dừng. Dĩ nhiên khách sạn trưa đây, trưa có ẩm thực Thái Bình thật là ngon, rất đặc sắc. Cộng với cái gọi là quê hương năm tấn là cái gì? Một bảo tàng lúa chứ, một bảo tàng mà mô phỏng lại những hoạt động nông nghiệp chứ, và những cái loại hình văn nghệ dân gian gắn với cái đời sống nông nghiệp chứ. Và nếu chúng ta làm được điều này, có nghĩa là động nhân vô nhị đó. Trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp ngày càng có xu hướng thu hẹp, nhiều làng nghề dần mai một, thì du lịch nông thôn cần phải được xem xét là giải pháp để không chỉ là công cụ xóa đói giảm nghèo, mà còn để đa dạng hóa thu nhập cho người dân nông thôn và bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cũng như cảnh quan môi trường sinh thái. Thưa quý vị, quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được xác định các thị trường khách du lịch và sản phẩm du lịch ưu tiên phát triển cũng như các sản phẩm du lịch đặc trưng cho Thái Bình. Dù đã lập quy hoạch phát triển du lịch từ năm 2017, nhưng hiệu quả và doanh thu về du lịch vẫn còn thấp. Làm thế nào để Thái Bình đánh thức được tiềm năng này? Chúng ta cùng nghe những ý kiến của ngành chuyên môn sau. Tại hội thảo định hướng phát triển sản phẩm du lịch Thái Bình năm 2019, hơn 60 đại biểu là các nhà khoa học, các doanh nghiệp lữ hành đã thảo luận đưa ra những đề xuất như chuyển đổi các sản phẩm nông nghiệp thành sản phẩm du lịch, phát triển các loại hình du lịch sẵn có, song song với việc hình thành các loại hình du lịch mới. Chúng tôi khuyến khích cũng như là gợi ý và hướng cho Thái Bình là phát huy những cái thế mạnh của mình về văn hóa, về cảnh quan và về cái lối sống cũng như là cái sự hiếu khách của người dân Thái Bình. Chính cái sự hiếu khách mà hình thành lên ngành công nghiệp hiếu khách chính là ngành du lịch. Theo tôi thì với Thái Bình thì có thể phải đẩy mạnh cái nông nghiệp cao để tạo thành cái sản phẩm tinh hoa cho nông nghiệp. Thế rồi thì phải xây dựng lại cái kịch bản để mà tổ chức cái du lịch đến các di tích di sản và tham quan các cái văn hóa nghệ thuật của tỉnh Thái Bình chúng ta. Du lịch xanh, du lịch từ nông nghiệp, du lịch sinh thái. Vâng, những gợi mở cũng như những ý kiến thẳng thắn chân thực về du lịch Thái Bình khiến những người làm quản lý du lịch Thái Bình phải suy nghĩ. Bên cạnh đó, Thái Bình với gần 4.000 hectare rừng ngập mặn cũng được coi là thế mạnh để có thể phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Rừng ngập mặn không chỉ là khu bảo tồn có giá trị mà còn là hệ sinh thái đa dạng sinh học. Đặc sắc nhất là những cánh rừng ngập mặn bao la
với nhiều loài cây đặc hữu như sú, đước, vẹt, bần. Nhiều cửa sông giàu dinh dưỡng là bãi sinh sản của rất nhiều loài thủy hải sản, nơi lý tưởng cho phát triển du lịch sinh thái dã ngoại, kết hợp nuôi trồng thủy sản, tham quan sông nước rừng ngập mặn. Đây là một xu thế và trào lưu mới của khách du lịch trong và ngoài nước hiện nay. Trong chuyến khảo sát rừng ngập mặn mới đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình định hướng phát triển du lịch sinh thái đối với diện tích rừng ngập mặn. Tôi đề nghị là làm sao tư vấn về để phát huy tối đa cái lợi thế của chúng ta về cái khu rừng này. Đấy là cái mà tôi nghĩ rằng sau này cái du lịch nó hướng về thiên nhiên là du lịch mà sẽ là cái khai thác được nhiều nhất ấy. Thế và cái này thì tôi đề nghị là sẽ phối hợp với huyện Thái Thụy để mà cùng với Tiền Hải nữa để tạo ra cái khu du lịch sinh thái. Thế và tôi cũng đề nghị là có cái tuyên truyền vận động để cho người dân thống nhất được cái tác dụng, cái giá trị to lớn của cái khu vực này để chúng ta bảo tồn, phát huy. Trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt, Thái Bình nằm trong không gian trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận, thuộc vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc, với tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, lễ hội, làng nghề và du lịch biển. Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần những giải pháp với những định hướng rõ ràng và các bước đi cụ thể. Đến đây tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Chuyển sang thông tin khác, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có thông báo thu hồi 11 loại thuốc chứa hoạt chất ranitidine do có chứa tạp chất NDMA có nguy cơ gây ung thư ở hàm lượng vượt quá ngưỡng cho phép của quốc tế. Ranitidine là thành phần chính trong các thuốc chữa dạ dày và ruột. 11 thuốc thu hồi có hàm lượng ranitidine 150mg trên 10ml, 150mg trên 25ml và loại 150mg đang hiện trên màn hình, có xuất xứ từ Ấn Độ, Tây Ban Nha, Italia, Anh, Thái Lan, Malaysia. Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty nhập khẩu thuốc phối hợp với nhà phân phối thuốc thông báo thu hồi và thu hồi tất cả các lô thuốc thành phẩm tới các cơ sở bán buôn bán lẻ sử dụng thuốc. Không nể nang, không ngại va chạm, công tác giải tỏa xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ được cả hệ thống chính trị huyện Kiến Sương coi trọng và triển khai thường xuyên. Mặc dù vậy, sau tuyên truyền giải thích, vận động, vẫn có những trường hợp coi thường kỷ cương, nhờn luật, buộc lực lượng chức năng cưỡng chế giải tỏa. Hành vi vi phạm chủ yếu là bày bán hàng hóa, tập kết vật liệu xây dựng, lấn chiếm vỉa hè, để xe, dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường, gây cản trở giao thông. Ngay trong sáng nay, Công an huyện Kiến Sương, Công an thị trấn Thanh Nê đã lập biên bản nhắc nhở và thu giữ nhiều bảng biển quảng cáo, ô dù, phông bạt vi phạm, bảo đảm tính răn đe, giáo dục chung. Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng của huyện Kiến Sương sẽ đồng loạt ra quân, duy trì tuần tra, giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ ở tất cả các địa phương trong huyện. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị cho công tác thẩm định huyện nông thôn mới tới đây. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong quần thể di tích miền Hạ Đồng, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, đền mẫu Hạ Đồng lâu nay được xem là chốn linh thiêng và là nơi giáo dục truyền thống văn hóa văn hiến yêu nước và cách mạng của người dân Thụy Sơn. Hàng năm vào ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 9 âm lịch, du khách khắp nơi và con em địa phương lại náo nức trở về đền để tham gia lễ hội truyền thống, cầu cho quốc thái dân an. Đền mẫu Hạ Đồng, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy là nơi phụng thờ Thánh mẫu Đệ Tam Cống Đường cùng các tướng sĩ đã có công dựng nước và giữ nước ở thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Trong đền hiện còn thờ pho tượng cổ mẫu Cống Đường, bài vị và các sắc phong. Năm 1990, đền Hạ Đồng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Mẫu là người ở quê gốc làng Hạ Đồng chúng tôi, nhưng được vua Thục vời về triều là làm hoàng phi. Ở đây là khu gần bãi biển, cho nên là phục vụ cho nhân dân chúng tôi là làm cái nghề đánh cá, bắt rồi cấy lúa, trồng khoai, trồng ngô, rồi lại làm ra cái nương thực nói chung để phục vụ cho đời sống. Và cho nên ấy, từ cái tâm linh ấy, cho nên là nhân dân chúng tôi rất là ngưỡng mộ. Khu di tích đền mẫu Hạ Đồng còn là một quần thể kiến trúc và tín ngưỡng độc đáo. Ngôi đền và lễ hội truyền thống từ lâu đã trở thành biểu tượng của lòng trung quân ái quốc, tình hiếu nghĩa thủy chung và là nơi sinh hoạt, giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến yêu nước và cách mạng của người dân Thụy Sơn. Mọi người rất là phấn khởi để mong đến ngày hội của Đức Thánh Mẫu. Nhân dân từ xa gần là
lấy cái ngày đó là xếp thắp về để dâng hương tưởng nhớ đến công lao to lớn của Đức Thánh Mẫu và các vị nhân thần. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Đền Mẫu Hạ Đồng xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 âm lịch. Lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân, mà còn là dịp để quảng bá và từng bước đưa lễ hội trở thành một điểm đến hấp dẫn trong hệ thống du lịch lịch sử văn hóa tâm linh của cả nước. Điểm nổi bật của lễ hội truyền thống Đền Mẫu Hạ Đồng năm nay đó là được tổ chức với các nghi lễ như rước hội tụ, tế mẫu và hát chầu văn. Phần hội có nhiều trò chơi dân gian độc đáo nhằm bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Hiện công tác chuẩn bị được cơ bản hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khai hội vào ngày 10 tháng 9 âm lịch. Năm nay thì công tác chuẩn bị sớm hơn, làm sao để cho mọi người đến với này lễ hội đây là có một cái dấu ấn, không những năm nay và nhiều năm sẽ về với lễ hội, và khi về lễ hội thì được tham dự lễ Thánh Mẫu, hai nữa là tham quan các trò chơi. Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ hội Đền Mẫu Hạ Đồng năm 2019 hứa hẹn đem lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách thập phương về chiêm bái, đồng thời góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Những hình ảnh đẹp, sinh động mà chúng tôi ghi lại tại lễ hội Đền Mẫu Hạ Đồng tại xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.